Xin chào các con. Chào mừng các con đã đến với chương trình Dạy tiếng Việt lớp 1. Cô là Cao Thu Thủy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu học bài ngày hôm nay. Cô sẽ giới thiệu với các con hai vần mới. Những vần này thường có trong một số tiếng từ mà chúng mình vẫn thường nói hàng ngày. Đó là những tiếng từ nào? Chúng mình hãy cùng theo dõi đoạn video sau nhé. Các con có biết chúng mình vừa được nhìn thấy gì không? Nếu bạn nào đoán được đây là ruộng bậc thang, thì chúng mình hãy tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay nào. Đúng rồi các con ạ, chúng mình vừa được ghé thăm vùng đất Tây Bắc, nơi có rất nhiều ruộng bậc thang. Bây giờ các con hãy đọc câu viết dưới tranh nhé. Cô mời các con cùng đọc câu viết dưới tranh. Tây Bắc có ruộng bậc thang. Nào, các con cùng đọc lại với cô. Tây Bắc có ruộng bậc thang. Trong câu này, có từ nào các con chưa đọc được không? Chắc là có đấy. Đó là hai tiếng có vần mới học hôm nay. Đó là tiếng Bắc và tiếng Bậc. Có vần mới là vần Ắc và vần Ấc. Vần mới thứ nhất hôm nay các con được học đó là vần Ắc, có trong từ Tây Bắc. Tiếng Bắc có âm đầu bờ, vần Ắc và thanh sắc. Các con nghe cô đánh vần vần Ắc và đọc trơn tiếng Ắc nhé. Á cờ Ắc. Cô đánh vần lại này. Á cờ Ắc. Ắc. Tiếng Bắc được đánh vần và đọc trơn như sau. Bờ Ắc Bắc Sắc Bắc. Bờ Ắc Bắc Sắc Bắc. Bắc. Để chuẩn bị cho giờ học hôm nay, chúng mình cần chuẩn bị những đồ dùng học tập sau: bảng con, phấn, rẻ lau, vở ô ly, bút mực. Cô hướng dẫn các con viết vần Ắc. Vần Ắc gồm á và cờ. Tiếng Bắc, cô viết mẫu. Cô giới thiệu với các con vần mới thứ hai, đó là vần Ấc, có trong từ ruộng bậc thang. Tiếng Bậc có âm đầu bờ, vần Ấc và thanh nặng. Vần Ấc được đánh vần và đọc trơn như sau. Ớ cờ Ấc. Cô đánh vần lại nhé. Ớ cờ Ấc. Ấc. Tiếng Bậc được đánh vần và đọc trơn như sau. Bờ Ấc Bắc Nặng Bậc. Bậc. Bờ Ấc Bắc Nặng Bậc. Bậc. Cô hướng dẫn các con viết vần Ấc. Vần Ấc gồm ớ và cờ.
Cô hướng dẫn viết tiếng bậc. Chúng mình vừa được học hai vần mới. Bây giờ các em hãy quan sát bài đọc để tìm tiếng chứa vần mới mà chúng ta vừa học nhé. Cô đọc mẫu. Hà và Thảo thi vẽ. Hà vẽ cây ngũ sắc, Thảo vẽ chú tắc kè. Bây giờ đến lượt các em, chúng mình hãy đọc thật to và rõ ràng nhé. Hà và Thảo thi vẽ, Hà vẽ cây ngũ sắc, Thảo vẽ chú tắc kè. Cảm ơn các con đã làm rất tốt. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng thư giãn với trò chơi Tìm tên cho tôi. Đây là những bức tranh có tên gọi chứa những vần đã học. Chúng được đánh số thứ tự. Các con hãy đọc những tên ấy và ghép vào bức tranh thích hợp nhé. Nào, chúng mình cùng đọc từ thứ nhất. À, đúng rồi. Đó là từ quả lắc. Cô ghép với hình số 2. Với những hình còn lại, các con sẽ tự ghép nhé. Bậc thang, em ghép với tranh số 1 ạ. Khắc gỗ, em ghép với tranh số 3 ạ. Quả gấc thưa cô ở tranh số 5. Giấc ngủ, cuối cùng là tranh số 4 ạ. À, cô khen các con đã tìm được tên cho tất cả các bức tranh rồi đấy. Chúng ta đã có một buổi học thật là thú vị. Cảm ơn các con đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con nhé. Các thầy cô và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Dạy tiếng Việt lớp 1.